Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Calo Sport. Như các bạn đang thấy trên bàn mình hiện tại đang là hai mẫu đồng hồ chạy bộ có thể nói là tốt nhất thời điểm hiện tại của Garmin và Coros, đó chính là chiếc Forerunner 965 và Apex 2 Pro. Và thật tình cờ sau một khoảng thời gian ra mắt thì giá bán của cả hai chiếc đồng hồ này ở thời điểm hiện tại lại khá là tương đồng với nhau, chênh lệch không quá nhiều, khoảng trên dưới 12 triệu đồng. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đi so sánh xem chiếc hồ nào là chiếc hồ nổi trội hơn dành cho người chạy bộ nhé. Và như mình đã nói ở phần trên, đó chính là đây không phải là hai mẫu đồng hồ mới nhất và đã được ra mắt một thời gian. Do vậy thì mình sẽ đi so sánh về tính năng chủ yếu, cốt lõi của cả hai chiếc đồng hồ này nhé. Đầu tiên, về phần thiết kế và vật liệu cấu thành thì với Apex 2 Pro chúng ta sẽ có sự cao cấp hơn khi phần viền trước và phía sau đều là kim loại titanium cao cấp và mặt kính của đồng hồ cũng là mặt kính sapphire cho khả năng chịu va đập và chống chảy xước rất tốt. Còn đối với Forerunner 965 thì chúng ta sẽ không được cao cấp như là Apex 2 Pro khi chúng ta sẽ chỉ có một phần viền titanium rất mỏng ở phía trước và theo như mình thấy rằng phần viền này sẽ mang giá trị về mặt thẩm mỹ nhiều hơn là khả năng chịu lực dành cho chiếc đồng hồ chúng ta. Và mặt sau của 965 thì vẫn sẽ là chất liệu nhựa mà thôi. Đồng thời thì mặt trước của đồng hồ thì kính vẫn sẽ là kính cường lực chứ không phải là mặt kính sapphire như là Apex 2 Pro các bạn nhé. Nhưng bù lại về phần màn hình thì đây lại là một thế mạnh của Forerunner 965 bởi vì chúng ta sẽ được trang bị tấm nền AMOLED hiển thị cực kỳ rực rỡ và sắc nét. Và Forerunner 965 thì có thể hiển thị tốt cả trong nhà lẫn ngoài trời. Còn đối với Apex 2 Pro thì chúng ta sẽ được trang bị tấm nền có tên gọi là Memory LCD với độ sáng và phân giải thì thấp hơn rất nhiều so với AMOLED ở trên Forerunner 965. Và Apex 2 Pro mình thấy rằng sẽ hiển thị tốt nhất ở điều kiện là ngoài trời có ánh nắng, còn ở trong phòng thiếu sáng thì chắc chắn sẽ thua kém tấm nền AMOLED ở trên Forerunner 965. Đồng thời thì mình thấy rằng khả năng cảm ứng ở trên Apex 2 Pro cũng không được nhanh và mượt như là ở trên Garmin Forerunner 965. Và một chi tiết nhỏ nữa mà theo như mình thấy rằng cũng sẽ có rất nhiều người để ý, đó chính là ở trên Forerunner 965 chúng ta có thể tùy chỉnh được độ sáng của màn hình, còn đối với Apex 2 Pro thì chúng ta sẽ chỉ có một mức cố định duy nhất mà thôi. Tiếp đến là về thời lượng pin sử dụng thì đây lại là một thế mạnh chính của Apex 2 Pro bởi vì với chiếc đồng hồ này theo như nhu cầu sử dụng cá nhân mình thì Apex 2 Pro có thể đáp ứng được khoảng 20 ngày mới cần phải sạc lại, còn đối với Forerunner 965 sẽ xấp xỉ khoảng hơn 10 ngày một chút xíu. Và đồng thời thì thời lượng pin sử dụng ở chế độ GPS tiêu chuẩn của Apex 2 Pro cũng tốt hơn, cụ thể là 45 tiếng so với 31 tiếng của Forerunner 965. Và mình thấy rằng với thời lượng pin như này thì cả hai chiếc hồ đều có thể đáp ứng tốt những cự ly chạy phổ thông cho đến cự ly dài khoảng 100 km trở xuống. Nhưng nếu như các bạn có nhu cầu chuyên biệt đặc biệt hơn như là cự ly siêu dài lên tới 160 km chẳng hạn thì có lẽ Apex 2 Pro sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn. Và nhắc tới đồng hồ thể thao thì chắc chắn chúng ta sẽ không thể bỏ qua yếu tố đó là trọng lượng phải nhẹ. Và nếu như các bạn nhìn vào thông số mà hãng đưa ra chắc chắn sẽ lầm tưởng rằng cả hai chiếc đồng hồ này có trọng lượng bằng nhau, cụ thể là 53g. Nhưng chúng ta sẽ cần phải lưu ý một điều, đó là để đạt được trọng lượng này thì Apex 2 Pro sử dụng dây đeo ni lông mặc định của hãng. Và nếu như chúng ta thay sang dây silicon giống với Forerunner 965 thì trọng lượng chắc chắn sẽ tăng hơn ít nhất là 10g tùy vào loại dây mà chúng ta sử dụng. Bởi vì phần thân vỏ của Apex 2 Pro thì được hoàn thiện từ nhiều chi tiết kim loại hơn so với Forerunner 965. Về cảm biến được trang bị thì cả hai chiếc hồ này đều hoàn toàn giống nhau như là cảm biến nhịp tim quang học, nồng độ oxy trong máu, la bàn, gia tốc kế, nhiệt kế, khí áp kế và con quay hồi chuyển. Đặc biệt nhất đó là cả hai chiếc hồ chúng ta đều được trang bị công nghệ GPS tối tân nhất, đó là đa băng tần. Ở trên Coros thì chúng ta có một tên gọi hơi khác một chút, đó là GPS băng tần kép, nhưng xét về bản chất hoạt động thì cũng giống với công nghệ GPS đa băng tần của Garmin. Về tính năng theo dõi sức khỏe hàng ngày thì mình thấy rằng thời gian gần đây có vẻ như Coros đang chú trọng hơn vào phần này khi chúng ta vừa được cập nhật hai tính năng mới nhất, đó chính là theo dõi mức độ căng thẳng cả ngày và đo HRV trong khi ngủ. Tuy nhiên xét về mặt tổng thể thì mình thấy rằng có vẻ như là Forerunner 965 vẫn sẽ nhỉnh hơn một chút xíu ở phần này. Ví dụ là với tính năng đo giấc ngủ chẳng hạn thì ở trên Forerunner 965 cực kỳ chi tiết như là chúng ta sẽ có chấm điểm giấc ngủ và đưa ra lời khuyên ngủ tốt nhất. Còn đối với Apex 2 Pro thì chúng ta lại chỉ có theo dõi các khoảng thời gian ngủ đơn thuần mà thôi. Hay như là trên Forerunner 965 chúng ta cũng có thể đo được chỉ số đó là nhịp thở hay là năng lượng cơ thể. Đồng thời chúng ta cũng có calo tiêu hao ở trạng thái nghỉ ngơi. Còn đối với Apex 2 Pro thì chúng ta sẽ chỉ có calo tiêu hao ở trạng thái hoạt động mà thôi. Về tính năng thể thao thì mình sẽ chỉ đi so sánh vào tính năng chạy bộ bởi vì đây là thế mạnh chính của cả hai chiếc đồng hồ này. Và xét về mặt tổng thể mình thấy rằng
cả Forerunner 965 và Apex 2 Pro đều là những mẫu đồng hồ tốt nhất thời điểm hiện tại dành cho người chạy bộ. Chúng ta sẽ đều có khả năng dẫn đường bằng bản đồ cao cấp hay như là các chỉ số phân tích sau luyện tập như là VO2 max, dự đoán thành tích chạy marathon theo từng cự ly, tải luyện tập trong vòng 1 tuần, chênh lệch giữa tải luyện tập trong vòng 1 tuần so với tải luyện tập dài hạn của 4 tuần hay là thời gian phục hồi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những chỉ số riêng của mỗi bên rất hay, như là với Apex 2 Pro chúng ta sẽ có chỉ số là năng lực chạy bộ, đánh giá khả năng chạy bộ của chúng ta theo thang điểm 100. Còn đối với Forerunner 965 chúng ta cũng có chỉ số rất hay, đó là chỉ số sẵn sàng luyện tập cũng theo thang điểm 100 để biết được là ngày hôm nay chúng ta nên luyện tập với cường độ mạnh hay là cường độ thấp. Tuy nhiên một lần nữa ở phần này mình thấy rằng Forerunner 965 vẫn sẽ nhỉnh hơn một chút xíu so với Apex 2 Pro. Cụ thể là chúng ta sẽ có khả năng đo động lực hoặc chạy bộ ở ngay trên cổ tay mà không cần phải kết nối với cảm biến chạy bộ rời giống như là Apex 2 Pro. Hay như là ở trên 965 chúng ta cũng có tính năng đó là gợi ý đề xuất bài tập chạy bộ hàng ngày. Và đây cũng là một tính năng rất hay mà mình thường xuyên sử dụng hàng ngày ở trên 965. Tiếp theo thì mình sẽ đi so sánh về sự chính xác cảm biến nhịp tim ở trên hai chiếc đồng hồ này so với đai tim đeo ngực Polar H10. Ở đây thì mình đang có đồ thị nhịp tim của cả ba thiết bị. Với Apex 2 Pro là đường màu xanh, Polar H10 là đường màu tím, Forerunner 965 là đường màu nâu. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhìn về con số nhịp tim trung bình trước. Với Polar H10 thì là 161,37, Apex 2 Pro 162,92 và Forerunner 965 163,59. Như vậy thì Apex 2 Pro cao hơn Polar H10 khoảng 1,5 nhịp và Forerunner 965 cao hơn khoảng 2 nhịp. Như vậy con số chênh lệch thì không quá nhiều và mình nghĩ rằng sự sai số này vẫn hoàn toàn có thể chấp nhận được. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn về đồ thị nhịp tim của cả ba thiết bị. Xét về mặt tổng quát chúng ta có thể thấy rằng cả ba đường này gần như là hoàn toàn trùng khớp với nhau, sự sai lệch là rất thấp. Tuy nhiên mình để ý một điều, có vẻ như là ở những khu vực nhịp tim bắt đầu giảm này thì độ trễ của Forerunner 965 có vẻ cao hơn một chút so với Polar H10 và Apex 2 Pro. Chúng ta có thể thấy là đường màu cam thì hơi lệch sang phía bên phải một chút so với hai đường màu xanh và đường màu tím ở khu vực này này, hoặc là khu vực này, hoặc khu vực này cũng tương tự như vậy. Còn ở những khu vực nhịp tim tăng lên hoặc là ổn định thì mình thấy rằng gần như là hoàn toàn trùng khớp với nhau. Đây khu vực này này, nhịp tim bắt đầu tăng này, cả ba đường ở khu vực này cũng vậy, cả ba đường đều hoàn toàn trùng khớp với nhau, hoặc khu vực này cũng vậy. Và chúng ta chỉ có sai lệch một chút xíu ở khu vực là nhịp tim bắt đầu giảm mà thôi. Và thực tế mình để ý thấy thì với Forerunner 965 thì cũng có độ trễ cao hơn Polar H10 khoảng 3 cho tới 4 giây. Còn với Apex 2 Pro thì sẽ là khoảng tầm 2 đến 3 giây. Nhìn chung con số chênh lệch thì cũng không quá đáng kể đâu. Và nó cũng chỉ chậm hơn một chút ở khu vực là nhịp tim bắt đầu đi xuống mà thôi. Xét về mặt tổng quát thì cả hai chiếc đồng hồ này vẫn có khả năng đo nhịp tim của rất là chính xác các bạn nhé. Và cuối cùng là mình sẽ đi so sánh về sự chính xác GPS của cả hai chiếc đồng hồ. Với Forerunner 965 thì sẽ là đường GPS màu xanh và Apex 2 Pro sẽ là đường GPS màu tím. Và cả hai chiếc đồng hồ này thì mình đã bật công nghệ GPS đa băng tần và băng tần kép chính xác nhất rồi các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ cùng phóng to bản đồ lên để các bạn nhìn dễ hơn. Ở khu vực mình test thì là khu vực đông dân cư, có nhiều nhà cao tầng ở khu vực cả đường lớn lẫn ngõ hẹp. Thì ở đây chúng ta có thể thấy này, đường màu xanh lẫn đường màu tím thì có độ trùng khớp nhau rất là cao, bám nhau rất sát và gần như là không lệch khỏi cung đường mà mình di chuyển là mấy. Chúng ta sẽ chỉ có một sự sai lệch chút xíu ở khu vực này là ngõ tương đối hẹp thì chúng ta có sự sai lệch rõ ràng hơn thôi. Còn các khu vực khác thì gần như là bám tuyến đường rất chính xác. Như vậy có thể thấy rằng là GPS đa băng tần ở trên 965 hay là băng tần kép ở trên Apex 2 Pro thì đạt độ chính xác rất là cao và gần như là tương đương nhau các bạn nhé. Và ngoài ra thì cả hai chiếc đồng hồ này đều có bộ nhớ trong để chúng ta có thể lưu trữ nhạc và kết nối với tai nghe Bluetooth để nghe nhạc trong lúc chạy bộ mà không cần phải mang điện thoại theo. Nhưng một lần nữa ở trên Forerunner 965 chúng ta sẽ có phần nổi trội hơn khi chiếc đồng hồ này có thể kết nối được với mạng Wi-Fi và tải nhạc trực tuyến về mà không cần phải thông qua máy tính như là Apex 2 Pro. Tổng kết lại thì mình có thể thấy rằng cả hai mẫu đồng hồ Forerunner 965 và Apex 2 Pro đều là những mẫu đồng hồ rất tốt dành cho người luyện tập chạy bộ hàng ngày hay là tham gia thi đấu. Nhưng với Apex 2 Pro chúng ta sẽ có sự nổi trội hơn về thời lượng pin và vật liệu vỏ cao cấp. Còn đối với Forerunner 965 thì chúng ta có phần nổi trội hơn ở tấm nền AMOLED hiển thị đẹp, rực rỡ, sắc nét, khả năng cảm ứng mượt mà hơn. Đồng thời thì khả năng theo dõi sức khỏe hàng ngày cũng tốt hơn so với Apex 2 Pro.
Và hy vọng rằng đến đây các bạn đã lựa chọn được mẫu đồng hồ phù hợp đối với nhu cầu của bản thân. Và đừng quên rằng link mua hàng mình đã để trong phần mô tả của video với mức giá ưu đãi cực kỳ tốt của Color Sport. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.